chủ trương là đem rác ra tận cái chỗ hả ngoài đường chính vậy á, bỏ. Đâu có ai mở không bỏ 50 ngàn, bỏ tiền ra để cho người ta lết vô cái nhà mình ta gom rác, bộ mình què hết rồi hả? Rồi đó, coi bộ đây bại liệt hay sao? Chủ trương tự động đem rác ra ngoài bỏ. Ngoài con gì nhỏ kia, định đem gác đi đâu dục hả? Trời ơi, con này nó em tôi mà sao nó... Ê nè nè, mấy người em tôi nghe mấy người la lại cho tôi bẻ mặt hả? Ủa em thì em, nhưng mà chị làm việc không đúng thì em phải nói lớn lên chứ. Như rồi mai mốt mày đổ rác ở đâu? Thì dĩ nhiên là đổ cái chỗ mà chính đáng rồi. Người ta đổ chỗ chính đáng. Thôi giờ chờ tôi với chị đi ra bờ sông. Đi ra bờ sông mình canh coi coi người ta đổ rác chỗ nào chính đáng. Canh đi, đi đi. Trời trời đất ơi, cái gì vậy? Cái gì mà đùng đùng ở trên nhà của tôi vậy trời? Nhà tôi là nhà cấp 4, rồi nhóm mấy người ở nhà lầu. Ủa, cái này là cái xóm bến đò mà, chứ đâu phải sống trong thời bờ thời chinh chiến đâu. Mà lâu lâu đùng đùng lên đầu tôi vậy. Rác đổ có nơi, cái chỗ, cái nhà, cái nóc nhà tôi mà đổ à. Chưa thấy ai bất lịch sự như mấy nhà này. Bộ làm như không biết chỗ đổ hay sao á. Thiệt tình. Ê hả, sao canh hoài không thấy vậy? Không biết nó đổ rác ở đâu mà mình không thấy. Thôi kệ nó đi, đừng quan tâm tới nó. Về. Trời đất ơi, gì vậy? Đây nè, cái bịch rác này nè. Cái gì vậy? Vụt ở sau nhà tôi phải không? Ủa, bịch rác là của ai? Ai mà biết? Trời, của mấy người chứ của ai? Còn giấy đò nữa chứ. Nghĩ sao bịch rác là của tôi? Vậy chứ của ai? Biết muốn biết hả? Cởi ra hửi coi rác của ai. Mày biết liền. Trời ơi, tự nhiên rác biểu tôi cờ lộn ra ngửi ngửi là sao? Thôi rình tôi quát. Ủa rồi ông hửi không biết của ai chứ đuổi thừa tôi. Vậy chứ ai nữa? Có người gì đâu mà đẹp mặt đẹp mày mà sống không có văn minh gì hết trơn à. Dục rác cũng... Thôi nè, thôi nói nghe nè. Thôi dĩ hoài chỉ biết ở xóm nhau mà gây gỗ nhau là sao giờ mặt. Bên là Xu Giang, bên là em tôi. Thôi hai đứa mình đi đổ đi. Đổ ra xong đổ rác cho xong. Gì? Chị chỉ gì? Nhưng mình có nói người ta. Mọi người đâu hết rồi? Gì vậy? Ra đây, tập trung ra đây. Cái gì mà vỗ nhà rầm rầm vậy? Bất lịch sự quá à. Con nhỏ mập, nhổ tóc ngứa xe lỗ ghèn, ra đây. Trời ơi, cái gì mà hôi trinh vậy trời? Bà kia, ra đây vậy? Cái gì mà sáng sớm không sợ vậy? Bà thuộc trinh, ra miêu coi. Chính Nghĩa này nó điên á, chị dịu trời. Tập trung ra đây, tập trung ra đây. Hôi quá, để ai biết đâu. Quá, rác này vậy? Của ai, rác này của ai? Trời đất ơi, cái gì mà giống như là mày bưng ba cái xác chết ở đâu lên đây vậy? Trời, khoan. Mày về mọi người. Ô nhiễm môi trường quá, xích ra. Ôi, thiệt đó. Trời, tự nhiên sáng sớm mày đem một bịch rác, mày tới mày gõ cửa từng nhà ra đây cho hử rác chung với mày. Rác này của ai? Giờ tôi hỏi rác này của ai? Ai biết? Ai mà biết? Bây giờ không ai khai đúng không? Hỏi rác này của ai? Tôi không có biết. Ai? Cái nóc, quay của tao trên nóc nhà kìa. Cái gì?
Trời ơi. Ê, nó làm dữ quá em. Mày hãy rác của mày lên nóc nhà của tao đó hả? Trời ơi, hèn gì. Lâu lâu là đùng đùng, lâu là đùng đùng, là té ra là mấy người ở dơ vừa phải thôi nha. Thôi, trời cái chuyện quá đó, tệ lậu. Cái chuyện đó phân xử sao? Bây giờ tôi hỏi nè. Xấu gì đâu mà. Rác của cô ở đâu? Rác của cô ở đâu? Cái rác này không phải của tao. Chứ rác của cô ở đâu? Tao ăn ở đây nè. Trời đất ơi. Trời ơi, hèn chi. Trời ơi, hèn chi bác quăng cái đống rác ở trong cái sau nhà của mình đó không? Vậy nói gì ta? Thôi, đừng giải thích nữa, đừng giải thích nữa. Chuyện đó phân xử sao? Nè, rác của vợ chồng chú ở đâu? Hả? Nhà tôi không có rác. Nhà không có rác hả? Hả? Ừ. Nhà nào mà không có rác? Bây giờ tôi hỏi nè, rác của ở đâu? Rác nhà cô ở đâu? Thôi bây giờ mình hỏi cái chỗ khác, chắc mình quay lại cái chỗ này sao được không? Ừ. Để đó đi, giờ ra rác sao? Ê, đừng ngó qua chỗ rác, đừng ngó qua chỗ rác. Rác ở đâu? Hả? Rác ở đâu? Ai biết rác đâu? Rác của bà ở đâu? Bà để ở đâu? Vậy đâu nói đi. Ở đâu? Bà quăng ở đâu? Ở dưới sông, với chị Xui. Cái gì vậy chị Xui? Trời đất ơi, bây giờ nó khai hơi người tẹt rồi nói luôn chứ sao? Thôi tao biết, bây giờ thôi. Đến đi. Tôi là tôi bực bội với chuyện này. Tôi tức là tức, là nhất là bà ha, luôn chống đối tôi. Chị Xui cũng vậy. Tại sao vậy? Rác mà không chịu bỏ tiền ra mà để mà đi liễn dưới sông vậy. Tôi nói là quân pháp bất dị thân nha ha. Rồi mốt là lây bệnh tùm lum đó nha. Bây giờ tức quá mà. Thôi tới bây giờ sẵn chị Xui nói khai hoạch tẹt rồi, giờ tôi nói luôn nè. Rác của tôi với chị Xui đem dụng dưới sông á. Còn cái rác của bà này nó dụng ở nhà tôi rồi, cái tôi cũng lấy cái bịch rác dụng tôi dụng xong luôn. Ờ. Ôi trời ơi. Trời. Trời nó lên cơ. Ôi trời ơi, cao xanh ơi, có xuống mặt coi này rồi ơi. Trời, nó đổi giọng rồi trời. Cái gì vậy? Ai nhập nó vậy? Bây giờ vậy? Tự dưng bây giờ có một người đóng 50.000. Bây giờ một sáng thức dậy, rác một bên, người một bên. Bây giờ sao? Một người đóng 50.000 mà bây giờ rác nó cập bến vào trong nhà là như thế nào? Hả? Bây giờ không ai nhận đúng không? Không ai nhận đúng không? Chết cho mấy người vậy làm. Trời ơi, sao lại nó nói cái giọng gì ngộ vậy? Ai biết đâu tự. Ai nhập vô làm gì kìa? Ai nói nghe nè, sao căng quá, một tháng có 2 ngày à. Bây giờ sao? Đồ hành nghề của tao nha. Bây giờ làm sao? Bây giờ có ai nhận cái rác này của mình không? Tao biết rồi, biết rồi. Đi giật chết á. Bây giờ có đóng tiền rác không? Không tiền rác tôi chết cho mấy người về lòng. Ủa sao cổ điện đâu? Ê mà đừng ấy vô điện thiệt nha, chính trực ô. Cầm mày lấy cái tay cho. Okay, mày lấy tay mà đâu cho hứng vô. Okay. Dũng ở đâu kìa? Dũng hy sinh về nghệ thuật chống tụi này sao nó mát luôn.